Kính thưa quý vị, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố chế độ cộng sản tốt hơn dân chủ tin từ Hà Nội Việt Nam. Các phương tiện truyền thông đại chúng Tây phương hôm nay đồng loạt dẫn tuyên bố của lãnh tụ cộng sản Việt Nam vừa tái đắc cử Nguyễn Phú Trọng cho rằng chế độ cộng sản tốt hơn nền dân chủ. Nhà lý luận Cộng sản khét tiếng bảo thủ 71 tuổi hôm nay nói rằng một đất nước không có kỷ luật sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn và bất ổn. Vì vậy mà ông cho rằng Việt Nam cần phải dung hòa giữa dân chủ và luật pháp. Người đứng đầu Cộng sản Việt Nam hiện có 4,5 triệu đảng viên. Thống trị 93 triệu dân không trực tiếp cho biết phương thức bầu cử người lãnh đạo của họ như thế nào. Tuy nhiên, theo hãng tin Japan Times, dân chúng Việt Nam chỉ được bầu người vào quốc hội theo một danh sách đã được đảng Cộng sản đồng ý. Một bà bán vé số trên lề đường giữa phố Hà Nội cho biết bà hy vọng những khuôn mặt mới sẽ thúc đẩy cải cách để đưa đất nước tiến lên, nhưng bà không biết họ sẽ làm việc đó như thế nào. Trong khi đó, thì những người bất đồng chính kiến tiếp tục càng quét ngăn cấm hoạt động và bị bịt miệng để không thể nói lên chính kiến. Theo thống kê của các tổ chức nhân quyền thế giới, khoảng 100 tù nhân lương tâm bị giam cầm tại Việt Nam trong năm 2015 và tăng thêm 160 người vào đầu năm nay. Các tổ chức nhân quyền quốc tế và chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ trích Việt Nam dùng luật an ninh để dập tắt tiếng nói của người bất đồng chính kiến nhưng hà nội nói rằng chỉ có những người vi phạm luật pháp mới bị đưa vào nhà tù mà thôi